Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cửa tiệm bán hàng phải đóng cửa khiến cho không biết bao nhiêu người phải nghỉ không hưởng lương. Theo thống kê của Bộ Lao động, có đến 1.883 công ty cho nhân viên nghỉ không hưởng lương, lập kỷ lục cao nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cho đến nay. Tổng cộng có 21.133 người nghỉ không lương, trong đó có 9.331 người làm trong ngành khách sạn và ăn uống Bí thư trưởng Mặt trận Lao động Đài Loan Tôn Hữu Liên nói, thứ nhất, không được tụ tập đông người mua đồ. Thứ hai, do mọi người đều giữ thái độ phòng bị, nên cho dù có giải tỏa cảnh báo hay nói lỏng một phần các biện pháp hạn chế của giai đoạn cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3, trong vòng mấy tháng tới, vẫn còn tình trạng nghỉ không hưởng lương. Bộ Lao động cũng đưa ra chính sách hỗ trợ cho người lao động. Bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân cho biết, từ ngày 12 tháng 7 sẽ cấp phát trợ cấp sinh hoạt 10.000 đại tệ và đây là khoản trợ cấp một lần. Mọi người có thể lên mạng làm thủ tục xin trợ cấp. Chỉ cần bạn là người có mức lương đóng bảo hiểm trên 24.000 đại tệ dưới 34.800 đài tệ từ ngày 30 tháng 4 năm nay. Tiền lương tháng 5 hay tháng 6 giảm 20% so với tháng 4 khi làm cùng một công ty thì phù hợp điều kiện xin trợ cấp 10.000 đại tệ. Bộ trưởng Huỳnh Duy Sâm cho biết, thủ tục xin trợ cấp rất đơn giản. Người lao động có thể nộp phiếu lương hay phong bì tiền lương. Nếu được thì người lao động có thể nộp bản chuyển khoản để chứng minh. Chỉ cần chụp các văn bản liên quan tải lên trang xin nhận trợ cấp, Bộ Lao động sẽ nhanh chóng xem xét phê duyệt để trợ giúp người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.